tỉnh ạ. À, tỉnh thôi, nếu mà có ai giới thiệu chị thì ý là mình tí nữa em trêu thế thôi, em không đến nỗi vậy đâu, chẳng qua em bị quất một cái chuyện gì đấy thì em không, chị cũng trêu em vậy thôi, em cũng không bao giờ kiểu đấy đâu chị. Chị em hay kiểu là trêu nhưng mà vẫn phải giải thích lại ấy. Mình không quan trọng yêu ai, nhưng mà ý là quan trọng là mình nói chung là mình sống cho mình đấy chứ. Đến giờ này rất nói này rồi. Nhưng mà Hương có con chứ? Có rồi. Không thế nên thế tại sao? Do mà có một cái chuyện gì buồn sẽ nhắn tin cho chị. Zalo của chị em vẫn còn đúng không? Ừ, nhắn tin em còn có cả số điện thoại của chị ấy, nó phải Zalo. Là... lại đi chơi với tao bách kìa. Sau đấy khi bọn hai chị em mình mà bách với nhau nhỉ, xong đi về. Ở đây mẹ bắt đầu hồi không? Tính chị với tính bạn tâm thì không khác gì nhau cả. Tại sao vui mà nhỉ? Nên thế. Chị giải tỏa say không khác gì nhau cả. Nên thế thì mình giải tỏa được thì mình tự nhiên nhá, hôm sau mình cảm thấy cuộc đời nó rất là vui. Chứ còn đừng em đừng kiềm chế bản thân em quá, tức là mình không làm thì nó lố quá là được. Con đang phải cần em ơi, chị nói đây là con em này nó chưa em được cũng đến năm nay năm thứ bảy rồi. Em chưa yêu đã ngủ rồi. Em chưa yêu một ai mà như ông ấy, có nghĩa là em chỉ ở nhà thôi, có đi đâu bạn bè em giấu ông như ở nhà giấu cướp, nhưng mà có nghĩa là còn nắm một tháng đi một lần, một tháng đi hai lần thôi, thế là quá ít so với chị em mình. Nếu mà so với cái chân chạy